Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Lê Hiệp Tân. Mình là Thiện. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng một sản phẩm, đó là RGB Controller 6 Ampere Bluetooth. Bộ sản phẩm này bao gồm một mạch điều khiển và một remote. Mạch điều khiển của chúng ta sẽ có một cổng cắm adapter để cấp nguồn 12V, một cảm biến hồng ngoại IR và một đầu ra để kết nối với led RGB. Remote của chúng ta sẽ có các nút chức năng bao gồm tắt bật, play và dừng, tăng giảm độ sáng 20 màu, các phím dùng để tùy chọn màu, các phím dùng để xếp màu, các hiệu ứng zoom 3, zoom 7, fade 3, fade 7, flash, auto, tăng giảm tốc độ của hiệu ứng. Chúng ta bắt đầu nhé. Để demo sản phẩm này, mình sẽ sử dụng một adapter 12V, một led dây RGB, và mình cũng sẽ demo cho các bạn cách sử dụng sản phẩm này bằng điện thoại di động. Đầu tiên, mình sẽ kết nối dây led RGB với mạch điều khiển. Các bạn chú ý là chúng ta sẽ kết nối chúng với nhau ở vị trí hai đầu mũi tên này trùng nhau nhé. Mình sẽ nới lỏng dây led này ra. Tiếp theo mình sẽ cấp nguồn cho sản phẩm. Chúng ta sẽ rút phim của remote ra để pin hoạt động. Tất cả sẵn sàng, bây giờ mình sẽ bật nguồn. Đầu tiên các bạn có thể chọn 20 màu trên bảng màu của điều khiển. Tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách set màu ở vùng này. Các bạn sẽ chọn một phím để set màu. Ví dụ ở đây mình chọn phím DI1. Sau đó chúng ta sẽ tăng giảm các giá trị đỏ, xanh lá và xanh dương để được màu chúng ta cần. Sau khi có màu ưng ý, các bạn bấm DI1 lần nữa để lưu lại. Chúng ta có thể lưu tới tận 6 màu. Giờ chúng ta có 6 DI. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn các hiệu ứng bao gồm zoom 3 màu, play 3 màu, zoom 7 màu, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng sản phẩm này bằng điện thoại. Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng một phần mềm bất kỳ để quét mã QR trên mạch. Tiếp theo các bạn sẽ được dẫn đến một trang web. Ở đây mình chọn Google Play. Và chúng ta cài đặt phần mềm. Phần mềm tên là Happy Lightning.
Sau khi cài đặt xong, chúng ta mở ra và bắt đầu sử dụng. Phần mềm này yêu cầu chúng ta phải cho phép truy cập vị trí. Sau khi mở phần mềm xong, các bạn sẽ mở Bluetooth. Kết nối với sản phẩm. Tiếp theo chúng ta sẽ thử khởi động. Bật. Trong màn hình này, các bạn có thể tùy ý thay đổi màu sắc. Ở đây, mặt chọn ở góc trái này và thay đổi màu sắc theo ý mình. Hoặc các bạn cũng có thể tăng giảm giá trị RGB. Các bạn sẽ được một màu demo ở trên đây. Bấm vào OK để xác nhận. Ngoài ra, các bạn có thể chọn những màu được thiết lập sẵn ở đây. Tiếp theo là nhí theo nhạc. Các bạn chọn ở phần Music. Cho phép Happy Learning truy cập vào ảnh, phương tiện và tên thiết bị của bạn. Cho phép Happy Learning ghi âm. Chúng ta sẽ chọn Music và chọn một bài bất kỳ. Bài hát nhé. Hoặc các bạn cũng có thể cho sản phẩm nhấp nháy theo nhạc từ môi trường bên ngoài. Chúng ta sẽ chọn tab. Tăng giảm độ nhạy của thiết bị. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay, hãy cho mình một like, một share để ủng hộ bọn mình nhé. Sản phẩm được bán ở Led Hiệp Tân và mình sẽ đặt link mua sản phẩm ở phần mô tả. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất về sản phẩm của Led Hiệp Tân. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Xin chào tạm biệt.